VNTV xin giới thiệu chương trình Ta Vui Ta Học đến cộng đồng người Việt San Diego, đặc biệt là đến các thầy cô, phụ huynh và các em học sinh đang theo học và trau dồi tiếng Việt tại các trung tâm Việt ngữ. Ta Vui Ta Học khuyến khích sự trau dồi tiếng Việt bằng cách giúp các em vừa học vừa chơi để từ đó các em không cảm thấy nhàm chán và ngày càng yêu thích hơn tiếng mẹ đẻ của mình. Ta Vui Ta Học được thực hiện như một TV game show. Các thí sinh sẽ phải trả lời các câu hỏi multiple choice trong nhiều đề tài khác nhau, thường liên quan đến ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam mà các em đã và đang được học trong gia đình cũng như ở các trung tâm Việt ngữ. Ta Vui Ta Học sẽ tạo cho các em niềm hứng khởi để tìm hiểu thêm về con người, văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam qua hình thức game show vui tươi, sinh động. Các em ngoài việc trau dồi thêm kiến thức tiếng Việt còn có cơ hội thắng những giải thưởng giá trị. Đây cũng là dịp để các em làm quen, gặp gỡ thêm bạn bè ở các trường khác. Ta Vui Ta Học là nỗ lực của VNTV để mang đến luồng gió mới trong phong trào học tiếng Việt của thế hệ trẻ. VNTV mong mỏi nhận được sự tham gia, đóng góp và ủng hộ của tất cả quý đồng hương tại San Diego. Mọi ý kiến đóng góp và bảo trợ cho chương trình, xin quý vị liên lạc 619-793-9103, email info@vietnewstv.com.